Vâng, rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương mục Sống Vui, Sống Khỏe. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với một thông tin đầu tiên trong chuyên mục chắc hẳn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ thú vị cho chúng ta. Việt Nam xếp thứ 55 thế giới về chỉ số thịnh vượng. Trong báo cáo thường niên về chỉ số thịnh vượng toàn cầu năm 2015, Viện Nghiên cứu Legatum của Anh đánh giá cao sự trỗi dậy của nền kinh tế khu vực Đông Nam Á. Trong đó nổi bật là Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Việt Nam đứng thứ 55 trong bảng xếp hạng chỉ số thịnh vượng toàn cầu, tăng một bậc so với lại năm 2014, theo Viện Nghiên cứu Legatum của Anh. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4 xếp sau Singapore, đứng thứ 17 toàn thế giới, Malaysia thứ 44 và Thái Lan thứ 48. Mặc dù có tốc độ tăng trưởng đáng kể, nhưng một số quốc gia khác trong khu vực vẫn đứng sau Việt Nam trong bảng xếp hạng về chỉ số thịnh vượng toàn cầu năm 2015, như Indonesia xếp thứ 69, Philippines đứng vị trí thứ 74, Lào xếp thứ 95 và Campuchia nằm ở vị trí thứ 112. Bảng xếp hạng chỉ số thịnh vượng năm 2015 được nghiên cứu dựa trên nhiều chỉ số, trong đó có kinh tế, giáo dục, sức khỏe, con người. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ giảm giá cho hành khách mua vé tàu Tết sớm từ nay đến ngày 18 tháng 1 năm 2016 và từ 1 tháng 3 cho đến ngày 14 tháng 4 năm 2016. Việc giảm giá vé chỉ áp dụng cho khách đi những chặng đường dài hơn 1.300 km, không áp dụng cho hình thức vé tập thể. Theo đó, đối với các tàu thống nhất, hành khách được giảm 50% khi mua vé trước ngày khởi hành 60 ngày trở lên, giảm 30% giá vé cho hành khách mua vé trước từ 30 đến 59 ngày. Đối với tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Huế và ngược lại sẽ giảm 20% giá vé loại toa ghế ngồi cứng. Ngoài ra, từ nay cho đến ngày 23 tháng 12 sẽ giảm từ 30 đến 50% giá vé tàu du lịch tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Tháp Chàm. Vào ngày 13 đến ngày 14 tháng 11, liên hoan phim Peru Colombia sẽ diễn ra tại Cineboss ở địa chỉ 212 Lý Chính Thắng, quận 3. Đây là lần đầu tiên những bộ phim của Peru và Colombia được giới thiệu với khán giả thành phố. Bên cạnh đó, từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh còn diễn ra tuần lễ ẩm thực Mỹ Latin do Đại sứ quán Mexico tổ chức. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sống Vui, Sống Khỏe. Hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những chuyên mục hấp dẫn khác của thành phố hôm nay.